Những hình ảnh teaser mới cho thấy một phần thiết kế của Kia EV3 trước khi mẫu crossover thuần điện này chốt lịch ra mắt vào ngày 23 tháng 5. Xe được mô tả là có kích thước ngang tầm với Kia Seltos nhưng mang dáng vẻ hầm hố hơn với vòm xe lớn và bộ mâm độc đáo. Trong khi đó, phía sau xe lại có đèn hậu LED thiết kế mảnh theo dạng dòng chảy sang hai bên làm nổi bật chiều rộng của xe. Về hình thức bên ngoài, nhiều khả năng bản thương mại của Kia EV3 sẽ khác với bản concept ở chi tiết gương cửa lớn hơn và có tay nắm cửa. Ngoài ra, Kia có thể sẽ thay đổi một chút ở cản trước và sau cùng với bộ vành khác. Theo một số công bố, Kia EV3 sẽ được phát triển dựa trên nền tảng eGMP của tập đoàn Hyundai, giống như chiếc EV6. Xe sẽ được trang bị các cụm pin loại 58 kWh và 77,4 kWh. Với trang bị trên, Kia EV dự kiến sẽ có phạm vi di chuyển lên tới 482 km cho một lần sạc. EV3 phiên bản tiêu chuẩn có thể sẽ được trang bị một động cơ điện duy nhất. Phiên bản cao hơn sẽ có động cơ điện kép và khả năng dẫn động 4 bánh. Mặc dù các hình ảnh teaser chỉ tập trung ở bên ngoài xe, nhưng chiếc EV3 concept đã cho thấy thiết kế bên trong tối giản, gần như không có nút bấm vật lý nào. Tuy nhiên, nhiều khả năng bản sản xuất thực tế sẽ không theo đuổi phong cách này, vì các thương hiệu Hàn Quốc vẫn được trang bị nhiều nút bấm và cần gạt trên các mẫu xe mới ra mắt gần đây. Tháng trước, trang Automotive News cho biết mẫu EV3 có thể sẽ được bán với giá khoảng 32.000 USD, khoảng 815 triệu đồng.